Bệnh công chúa hay gặp phải ở các cô gái trẻ là một bệnh ác tính, không có thuốc nào chữa được. Triệu chứng thứ nhất, da ngoài phung phí, hàng hiệu đầy người. Triệu chứng thứ hai, không thể tự sinh hoạt một mình, không hề có chút khả năng sinh tồn nào cả. Triệu chứng thứ ba, tự thấy mình rất tốt, mắt đặt ngược trên đỉnh đầu. Anh nhầm rồi. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô đã được chẩn đoán mắc bệnh không thể cứu chữa. Bệnh công chúa. Xin lỗi, tôi không chấp nhận. Cuộc sống của bản công chúa có khuôn mẫu đơn giản. Hôm qua có phải mình ngủ quên trong mưa không? Vậy mình về nhà kiểu gì nhỉ? Kỵ sĩ gấu, không phải mình nằm mơ đấy chứ? Là mày đưa tao về hả? Đúng là kỵ sĩ gấu đưa mình về nhà rồi. Vậy rốt cuộc người đó là ai? Chú Mạnh Hy. Alo, chú Mạnh Hy, chú đang ở trường, cháu mau tới đi. Dân dân, lát cháu qua liền. Lát nữa gặp lại. Đây mới là nam thần thật sự, đều là nhà họ Trịnh. Sao khác biệt lớn quá vậy? Cái tên ngu ngốc Trịnh Sở Diệu kia đi chết đi. Cô bé, đây là giày của cháu à? Để chú đi giày giúp cháu nhé. Cảm ơn anh. Chú là chú của Sở Diệu. Cháu có thể gọi chú là chú Mạnh Hy. Vậy cháu tên là gì? Lâm Tinh Thần. Nhưng mà mì vẫn gọi cháu là Tiểu Tinh Tinh. Chú cũng có thể gọi cháu là Tiểu Tinh Tinh, chú Mạnh Hy. Vậy là từ nay chú sẽ gọi cháu là Tiểu Tinh Tinh nhé. Chú, Trịnh Sở Diệu bắt nạt cháu. Vậy cháu không phải sợ nó. Chú giúp cháu bắt nạt lại nó nhé. Chú tốt thật, chú Mạnh Hy. Đợi khi nào cháu lớn, cháu sẽ gả cho chú. Chú Mạnh Hy, cháu có thể làm cô dâu mới của chú không? Chú Mạnh Hy, cháu đến rồi à?
Sao lại nghĩ đến chuyện vào học viện Tứ Diệp học chứ? Vì chú đó. Gì chứ? Học sinh Lâm Tinh Thần 10 tuổi đã có nhà thiết kế nhãn hiệu riêng trực thuộc Dolly, 10 tuổi mở triển lãm tranh, đồng thời có khả năng diễn tấu piano và cello. Một cô gái ưu tú như vậy, không ngờ là vì cháu trai của chú Trịnh Sở Diệp mà tới học viện Tứ Diệp. Như vậy có quá đáng tiếc không? Chú xem. Bận thế à? Chú nói gì vậy? Cháu tới đây để học. Không phải, cháu tới đây để theo đuổi chú đó. Cô đã qua đời nhiều năm vậy rồi. Chú cho cháu một cơ hội được không ạ? Cháu lớn rồi mà não không phát triển theo à? Cháu và cháu trai của chú rốt cuộc là như thế nào? Chú đừng nhắc tới anh ta nữa được không? Được rồi, không nhắc tới nữa. Vậy chúng ta nói chuyện khác được không? Mặc dù tư chất của cháu rất tốt để vào học viện Tứ Diệp, tại sao bao nhiêu năm rồi mà chú ấy vẫn đẹp trai vậy nhỉ? Cũng là người họ Trịnh, chú Mạnh Hy hoàn mỹ như thế. Ngày đến từ chối mình cũng dịu dàng đến vậy. Trịnh Sở Diệu nếu bằng được một nửa của chú Mạnh Hy thì tốt quá rồi. Áo sơ mi chú đang mặc dưới bộ của mình giống như áo tình nhân vậy. Liệu có phải là đang ám chỉ điều gì không? Nếu chú ấy mở miệng mời mình thì phải làm sao đây? Mặc dù kế hoạch trả thù bây giờ chính là xử lý Trịnh Sở Diệu, mặc kệ đi, cuộc hẹn với chú Mạnh Hy nhất định không được bỏ lỡ. Chú nghĩ thành tích của cháu không đến mức phải thôi học đâu. Dân, thoải mái đồng ý nhanh vậy sao? Chú tưởng chú phải tốn nước miếng một phen mới có thể thuyết phục được cháu chứ. Được rồi, nếu đã vậy thì bắt đầu từ tối hôm nay nhé. Dân, rốt cuộc chú ấy nói cái gì bắt đầu từ tối hôm nay nhỉ? Nhìn thấy khuôn mặt của chú Mạnh Hy, mình chẳng nghe lọt chữ nào vào tai cả. Thôi kệ, dù sao chú ấy cũng sẽ không gạt mình. Diễn tấu cấp cao. Ấn vào đây. Sao lại là cái tên mặt lạnh tanh và con cá massage nhỉ? Không ngờ ngoài piano còn tinh thông cả sáo nữa. Xem ra mọi người xung quanh nói anh ta là thiên tài, cũng vài phần có lý. Anh Tiểu Vũ, em đi lấy kèn clarinet của em đã nhé. Anh đợi em một chút, em sẽ về ngay. Đợi em nhé. Buông tôi ra. Này Lâm Tinh Thần, mày có chút lập trường được không hả? Tên mặt lạnh tanh đó là kẻ thù không đội trời chung của mày. Mày đã quên anh ta hết lần này đến lần khác khiến mày nhục mặt hả? Anh Tiểu Vũ, anh Tiểu Vũ, em bị trẹo chân rồi. Anh Tiểu Vũ, anh mau ra đây xem đi. Anh Tiểu Vũ,
để anh nếm mùi vị bại dưới tay tôi. Anh Tiểu Vũ, em về rồi đây. Vậy chúng ta tiếp tục đi. Anh xin lỗi. Anh Tiểu Vũ, anh sao vậy? Không có gì. Chúng ta tiếp tục đi. Chú Đức, chú Đức, mẹ cháu về chưa ạ? Bà chủ đã về rồi. Đợi lát nữa cháu mới về thì tốt hơn. Là Tinh Thần về rồi phải không? Gia sư của con tới rồi. Nhưng chú thấy trình độ văn hóa của cháu, chỉ sợ chưa học xong một nửa đã bị đuổi học rồi. Để cháu có thể ở lại học viện Tứ Diệp, chú đã đặc biệt mời một gia sư giúp cháu phụ đạo sau giờ học. Nếu cháu có thể theo được cậu ấy, chú nghĩ thành tích của cháu không đến mức phải thôi học đâu. Thành tích học tập của cậu rất tốt. Cảm ơn cô. Cháu không có vấn đề gì. Mẹ, cô yên tâm, cháu sẽ cố hết sức. Về rồi à? Đây là gia sư của con, Lâm Tinh Thần. Chào cô. Hai người quen nhau à? Giang Niệm Vũ là thiên tài ở trường bọn con, rất nổi tiếng à? Vậy rất tốt. Không hổ là người Trịnh Mạnh Hy giới thiệu. Vậy Tinh Thần nhà chúng tôi giao cho cậu đó. Cháu sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra giữa bạn học với nhau quan hệ đúng là rất tốt. Đương nhiên rồi ạ. Được rồi. Có thể quan hệ tốt với anh ta mới là lạ. Tại sao lại là anh? Tôi thấy rất kỳ lạ. Từ sau bữa tiệc chào mừng Trịnh Sở Diệu, sao chỗ nào cũng có mặt của anh vậy? Anh có ý đồ với tôi hả? Cố ý tạo cơ hội để tiếp cận tôi. Giang Niệm Vũ, tôi nói cho anh biết, hai chúng ta vốn dĩ không thể được. Anh thu lại cái toan tính của anh đi nhé. Được không hả? Tôi hoàn toàn không phí hơi để suy nghĩ những việc đó. Là hiệu trưởng bảo tôi phụ đạo cho cô. Vậy ý anh là anh cũng không muốn phụ đạo cho tôi? Nếu như thế thì càng dễ giải quyết. Anh đã không muốn phụ đạo cho tôi cũng không muốn nghe anh giảng bài. Vậy sau này sau khi anh tới, anh cứ thoải mái đọc sách lên mạng. Còn tôi sẽ thường xuyên đưa tiền cho anh. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ok? Nhưng tôi đã hứa với hiệu trưởng rồi. Chú Mạnh Hy không biết anh là Sắc Lan. Đó là sự cố ngoài ý muốn. Cái gì mà ngoài ý muốn? Tóm lại tôi không muốn anh giảng bài cho tôi. Nếu cô cảm thấy học cùng tôi rất ngại, thì đi tìm hiệu trưởng đổi người khác thay tôi đi. Sao tôi có thể nói với chú ấy được? Để tôi nói cũng được. Nếu anh dám nói với chú ấy, tôi sẽ giết anh đó. Ý tôi là, nếu chú Mạnh Hy không đồng ý, vậy anh vẫn phải làm gia sư cho tôi, cho dù anh cảm thấy rất phiền đi nữa. Đúng là không thể nói chuyện được với một kẻ mặt lạnh tanh như anh. Thôi vậy, đi đâu đó? Tôi đi mở cửa. Xét theo hành động lúc trước của anh, thì cái cửa này lúc nào cũng phải mở. Bắt đầu học đi. Công thức Newton là một hàm số liên tục bằng tích phân trong khoảng AB. Tôi là học sinh học nghệ thuật, sao phải biết tích phân gì chứ? Thế nào? Giang Niệm Vũ, tôi buồn ngủ quá. Anh đi mua cho tôi cốc cà phê được không?
Tôi là gia sư, không phải là người hầu. Nhưng tôi buồn ngủ quá, anh cũng không muốn học, không có hiệu quả phải không? Mặt lạnh tanh. Sắc lan. Chú Mạnh Hy, chú đã tìm cho cháu một khắc tinh rồi. Chú có biết cháu đáng thương thế nào không? Cháu không muốn học toán, cháu muốn học truyện tranh. Ngon quá. Tôi tỉnh táo lại rồi đây. Vào học đi. Chuỗi Fourier cộng thêm điều kiện Dirichlet. Trong bất cứ chu kỳ nào, XT đều có cực trị. Trong một khoảng hữu hạn, XT chỉ có thể một là đạt cực đại, hai là đạt cực tiểu. Khi XT tiến đến vô cực, nếu chúng ta chỉ lấy phần công thức dương vô cùng kết hợp với XT, thì hãy giải công thức toán học XT tiến đến vô cực là niên hạ công hay trung khuyển công? Quỷ xúc công. Tại sao lại là tiếng Anh? Tôi muốn học tiếng Anh. Tiếng Anh của tôi không tốt, đâu phải anh không biết. Cô tưởng cô bọc lại bìa thì tôi không biết cô đang làm cái gì phải không? Không ngờ đại tiểu thư của Lâm gia lại là một hữu nữ. Ai là hữu nữ chứ? Tôi chỉ tình cờ chọn trúng quyển này mà thôi. Cuốn sổ của tôi sao lại ở chỗ anh? Tôi tình cờ nhặt được ở bể bơi. Ngoan ngoãn học đi. Nếu không, cuốn sổ này có thể do tôi bất cẩn đánh rơi ở trường học. Anh đang uy hiếp tôi. Học bài đi. Ở trường có tên khốn Trịnh Sở Diệu. Về đến nhà lại thêm cái tên Ma Dương Giang Niệm Vũ. Mình thấy khó sống rồi. Tôi nói các cậu nghe. Nghe nói vợ chưa cưới của Diệu Hoàng Tử đã bị Diệu Hoàng Tử làm ê mặt trước bao nhiêu người ở Crystal. Mà không phải mới lần đầu tiên. Lần trước là ở bữa tiệc chào mừng, cô ta còn bị Diệu Hoàng Tử đẩy xuống hồ bơi. Đáng tiếc, trông có xinh đẹp hơn nữa cũng không lọt được vào mắt xanh của Diệu Hoàng Tử. Vẫn là vô dụng. Cô ta xinh đẹp chỗ nào chứ? Mắt với mũi trông quá giả. Chắc là phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Đảm bảo là phẫu thuật thẩm mỹ. Lần trước đánh một khúc nhạc trong giờ piano, còn tưởng mình giỏi lắm đấy. Tưởng mình là công chúa chắc. Tôi thấy là bệnh công chúa thì có. Sao không nói chuyện nữa đi? Để tôi nói cho các cô biết, những lời đồn lúc trước đều là sự thật. Lâm Tinh Thần, cậu hài hước thật. Phải chịu mấy lời tám nhảm, chắc là cảm thấy phiền lắm. Thái độ lúc nào cũng tươi cười như của cậu, đúng là điều chúng tôi nên học hỏi. Không cần đâu. Tôi nghĩ cả đời các cô chắc sẽ không được trải nghiệm đâu. Mỡ của bản thân hay là silicone đấy? Mỡ của bản thân. Sờ vào cũng mềm mại lắm. Tôi sẽ suy nghĩ làm một cái. Nhớ giữ lại điện thoại cho tôi nhé.
Làm tinh thần, cô có gì tài giỏi đâu chứ. Rõ ràng là bản giới hạn mới nhất. Dựa vào đâu mà nói túi của tôi là giả? Dựa vào đâu mà nói tôi ngu? Xin chào cô, đây là món ăn vị tiên sinh đằng kia gọi cho cô. Mời cô dùng. Chu Duy, anh làm trò gì vậy hả? Cái này tặng em. Đây là bất ngờ anh đặc biệt chuẩn bị cho em. Thích không? Ý anh là sao? Cái này là dành tặng em yêu. Vậy bây giờ chúng ta có quan hệ gì? Anh muốn thân thiết với tôi à? Đương nhiên là bạn tốt rồi. Đây là sự an ủi từ người bạn cũ. Cầm túi của anh cút ngay đi cho tôi. Ai là bạn tốt của anh chứ? Đừng. Nào nào, ăn một miếng đi. Ăn miếng macaron đi. Ngon lắm đó. Đáng yêu ghê. Người tiếp theo. Cậu làm gì vậy? Sao lại chen hàng? Sở Diệu, sao anh lại tới đây? Đương nhiên là anh tới tham gia dàn nhạc giao hưởng tứ diệp rồi. Không phải anh không hứng thú với cái này sao? Hết cách rồi. Bố anh nói dàn nhạc giao hưởng tứ diệp chính là bản hiệu chữ vàng của ngôi trường này. Thân là người thừa kế tập đoàn Nhật Diệu, nếu có bản thành tích này sẽ ghi thêm điểm cho hình tượng của công ty. Một người chú trọng vào sự nghiệp như anh đương nhiên phải đến rồi. Vậy sở trường của anh là nhạc cụ gì? Đàn piano anh biết đánh bài ha ha ha. Đàn violon anh biết kéo bài ngôi sao nhỏ. Những cái khác dù sao cũng không quan trọng. Chủ yếu là anh đến làm đại diện hình ảnh cho dàn nhạc. Nếu như vậy, anh mặc kệ. Nếu em không đồng ý, bạn thứ gia không đi đâu hết. Diệu hoàng tử, xong chưa hả? Cậu vừa chen hàng đó. Anh rất tò mò. Trước khi bạn thiếu già chưa vào dàn giao hưởng thì ai dám vào đây? Được rồi, em sẽ để anh vào. Thật sao? Tốt quá rồi. Thế này bố anh nhất định sẽ rất hài lòng. Dương Ương, em là tốt nhất với anh. Vậy anh diễn nhạc cụ gì? Triangolo. Tôi nói cậu hay. Diệu hoàng tử, cậu không có việc gì tự nhiên chạy tới đây tham gia dàn nhạc giao hưởng, hơn nữa còn gõ kẽn tam giác. Là một thằng con hiếu thảo, lúc nào cũng phải khiến ông già vui vẻ. Muốn đội Dương Miện phải chịu được sức nặng của nó. Cậu nên hiểu điều đó. Muốn đội Dương Miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Huống hồ các cậu đều ở trong ban nhạc. Nếu tôi không đến, các cậu sẽ cô đơn lắm. Đúng rồi. Dạo này sao cái cô bệnh công chúa kia yên tĩnh vậy? Bệnh công chúa? Ý cậu là Lâm Tinh Thần. Ngoài cô ta thì còn ai được? Diệu công tử, nghe nói cậu chẳng chừa cho cô ta chút sĩ diện nào trước mặt mọi người. Cô ta không cử người ám sát cậu đã là tốt lắm rồi. Sao có thể vẫn cười nói với cậu được? Hơn nữa hôm đó cũng là cô ta đã giúp Dương Ương Ương. Tại cậu hiểu lầm cô ta đấy chứ. Rõ ràng cô ta tự thừa nhận với tôi là cô ta bắt nạt Dương Ương Ương. Nếu không sao tôi lại hiểu lầm được? Cậu ăn mặc bảnh bao, là đẹp trai, nên nói gì cả đúng. Còn nữa, nếu cái cô bệnh công chúa đó có hỏi dạo này tôi thế nào, thì anh cứ bảo cô ta vì theo đuổi Dương Ương. Làm sao? À không phải, anh bảo cô ta là tôi được chọn tham gia dàn giao hưởng của tứ diệp là vì Dương Ương. Nhưng cậu vừa bảo là do bố cậu ép mà. Bảo nó sao thì cậu cứ nói vậy đi. Sao nó nhảm lắm vậy? Nhưng làm vậy Lâm Tinh Thần sẽ nổi điên đó. Bé trai tiểu học đều thích bé gái theo cách đó mà. À không phải, là nhà trẻ. Chơi Triangolo thôi mà, có cần khoa trương đến thế không? Diệu công tử bảo tôi nói với cô, cậu ấy tham gia dàn nhạc giao hưởng của tứ diệp vì theo đuổi Dương Ương. Ai thèm quan tâm? Bị liệt vào danh sách đen của tôi rồi, hiểu chưa? Đồ trẻ con, còn chẳng khốn kiếp bằng Giang Niệm Vũ, có ma thèm lấy anh. Giang Niệm Vũ, Giang Niệm Vũ, xem ra đã ngủ say rồi.
đồ mặt lạnh. Anh cố ý phải không? Giang Niệm Vũ, Giang Niệm Vũ, biến thái, biến thái, biến thái, biến thái, làm gì vậy? Đồ biến thái. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Anh không sao chứ? Lẽ nào tên mặt lạnh này không thể ôm người khác? Cô làm gì vậy? Lúc nãy anh làm gì vậy? Làm bài. Tên mặt lạnh kia, anh là đồ lưu manh, ra vẻ điềm tĩnh. Lúc nãy anh ta bị chứng mẫn cảm với mỹ nữ, hay là bị bệnh không thể ôm người khác? Chỉ cần nắm được điểm yếu này, sao phải lo anh ta không ngoan ngoãn đầu hàng? Tôi sẽ cho anh biết hậu quả của việc sàm sỡ tôi. Mẹ. Chào buổi sáng. Dạo này quan hệ giữa con và Sở Diệu thế nào rồi? Bọn con... Tập đoàn Dolly sắp tung ra thương hiệu mới, chủ yếu nhằm vào giới trẻ. Mẹ đã bàn với phòng kinh doanh, chuẩn bị hình tượng người đại diện cho con và Sở Diệu. Vì sao? Ban giám đốc đánh giá ngoại hình, khí chất, tuổi tác của hai đứa đều phù hợp. Với lại chuyện liên hôn cũng cần có đủ tính thời sự. Vậy sao mẹ không tìm các ngôi sao ấy? Mẹ có đang hỏi ý kiến của con đâu. Mẹ đang thông báo với con đó. Dù con đồng ý, Trình Sở Diệu chưa chắc đã dạy. Ý con là con vô dụng tới mức không hạ nổi Trình Sở Diệu. Không ạ. Mẹ tin chắc con biết rằng cuộc hôn nhân này mang lại giá trị thương mại cho hai nhà Trịnh Lâm. Nếu có chút chuyện này cũng không làm được, mẹ không biết cho con ở lại nhà họ Lâm để làm gì nữa. Con biết rồi, không thành vấn đề. Lý lịch của em rất hoàn hảo. Tất nhiên rồi, chắc không có vấn đề gì đâu. Nếu thầy thể hiện tốt, em sẽ nói tốt cho thầy vài câu trước mặt bố em. Phải nhớ kỹ Lâm Tinh Thần, mày là công chúa. Gạt hết những chuyện không vui trong quá khứ sang một bên, phải bước vào một cách phóng khoáng. Người bên trong là chồng chưa cưới của mày. Thầy, cái này được đó. Em chào thầy. Em muốn ứng cử vị trí piano trong dàn nhạc. Là em à? Tôi vẫn còn nhớ em. Đúng là trình độ piano của em rất khá. Nhưng tiếc là dàn nhạc đã có người chơi piano rồi. Chính là Lời Già Nà. Thầy Trình, vị trí violon vẫn còn trống mà. Nhưng mà không lẽ em chơi giỏi cả violon? Văn bản cô cần đây. Được. Dàn nhạc cần nhân tài xuất sắc kia mà. Sao cô ta giàu được? Em Dương Ương tới làm trợ lý cho dàn nhạc. Thành tích của em ấy không được tốt là vì phải gánh vác việc nặng gia đình, thế nên không ảnh hưởng gì. Vừa làm vừa học là tham gia dàn nhạc cũng không thành vấn đề. Tiểu thư không có sở trường như em, càng nên tôn trọng em ấy. Chỉ là làm việc giặt ở dàn nhạc thôi mà, em cũng làm được. Xin lỗi, chúng tôi không mời nổi trợ lý đắt giá như thế. Thời gian của tôi có hạn, người không đâu mau rời đi thì hơn. Vì ưu lòng phải không? Chúng ta sẽ gặp lại ở buổi tuyển chọn.
Viu Long, từ sau khi học tiểu học, mình không đụng vào lần nào nữa. Ôi không, đúng là tự đào hố chôn mình rồi. Nói gì cũng vô dụng, dù sao chẳng có gì có thể làm khó làm tinh thần mình. Tới phòng Viu Long ôm chân Phật thôi. Alo, cưng à, mẹ nhớ con quá. Dạo này con có ăn uống đầy đủ không? Bài vở có khó không? Mẹ đang ở đâu? Ở trung tâm thương mại Tân Á. Con biết rồi. Mẹ lại quẹt sạch tiền trong thẻ rồi chứ gì? Cưng à, cưng à, lượng tiền không đủ mà. Mẹ à, túi sách của thương hiệu tháng trước mẹ mới mua một chiếc rồi mà. Giờ bố cũng không còn nữa. Mẹ làm ơn kiềm chế một chút được không? Từ sau khi bố con qua đời, trái tim mẹ như khuyết một khoảng lớn. Mẹ cần rất nhiều thứ bù đắp vào. Mẹ, bố đâu phải người đàn ông dạm dở gì. Mẹ định lấy gì ra bù đắp đây? Nếu không phải tại mẹ dùng tay quá tráng, con cũng không đến mức bị chèn ép trong nhà, còn phải đi lấy lòng cái tên Trịnh Sở Diệu kia. Mẹ có biết con sắp phát điên rồi không? Con yêu, vậy là con không đúng rồi. Mẹ thấy Trịnh Sở Diệu rất tốt đó chứ. Giờ con hãy bỏ qua một chút ấm ức đó đi. Chỉ cần câu được chàng trẻ vàng này, sau này hai mẹ con ta không cần lo nghĩ gì nữa. Mẹ có thể mua được hết những cửa hàng và túi sách này. Con cũng sẽ không bị Trần Minh Lệ ức hiếp nữa. Được không nào con yêu? Ngoan nghe lời mẹ đi. Vì chết đi được, mấy người phiền quá. Con yêu, con yêu. Học trưởng Tiểu Vũ, anh thực sự không nghĩ đến việc làm chỉ huy dàn nhạc à? Em biết anh rất bận, nhưng mà anh thật sự là người thích hợp nhất với vị trí chỉ huy dàn nhạc tứ diệp. Anh hãy suy nghĩ thêm đi. Ngày mai sẽ có các học viên tới ứng cử. Nếu trước lúc đó anh đổi ý thì có thể tới bất cứ lúc nào. Anh sẽ suy nghĩ. Trịnh Sở Diệu, con nhìn lại mình đi. Tướng tá ngồi chẳng ra làm sao hết. Bố à, con đã tham gia dàn nhạc tứ diệp rồi. Tốt lắm. Ngày mai bố sẽ bảo thư ký đưa xét cho con. Con đừng tưởng con làm vậy đã là tốt lắm rồi. Thử nhìn Lâm Tinh Thần nhà người ta xem, vẽ tranh đạt tới trình độ chuyên nghiệp, đã thế lại còn chơi piano rất hay. Bố còn nghe nói dạo này chủ tịch Trần còn muốn tổ chức buổi biểu diễn cá nhân cho nó nữa. Con đừng suốt ngày ham chơi như thế, chịu khó luyện tập vào. Tranh thủ thời gian hòa tấu với con bé đi. Còn nữa, thương hiệu mới của tập đoàn Dolly sẽ do hai đứa làm người đại diện. Hai đứa là vợ chồng, dù chỉ hợp tấu một bài thôi cũng đã mang lại hiệu quả rất lớn với tập đoàn hai nhà rồi. Sở Diệu, con không còn là trẻ con nữa, phải biết gánh vác trách nhiệm, hiểu không? Trách nhiệm, trách nhiệm. Suốt ngày trách nhiệm. Con cũng là một động vật có tình cảm mà. Thật là, con nhà giàu thì không thể lựa chọn tình yêu của riêng mình sao? Lẽ nào lại thế chứ? Con quyết không đồng ý. Cho anh đó. Hôm nay tôi không xem nổi nữa. Tôi phải dành cả buổi tối để luyện bài Sonata in D Major của Beethoven. Từ sau khi học xong tiểu học, tôi không động vào đàn violon nữa. Buổi tối còn phải học gia sư gì đó. Cũng không biết cái anh thầy biến thái kia sẽ xử tôi thế nào đây. Sao nhất định phải tham gia dàn nhạc? Một lời khó mà nói hết. Dù sao chẳng có ai là cá thể hoàn toàn tự do, đúng không? Tôi nói với anh những lời này cũng đâu có ích gì. Nhưng tôi phải cảm ơn anh một lần nữa. Mặc dù tôi không biết anh là ai, trông anh ra sao, nhưng trong lòng tôi, anh đã là bạn thân của tôi rồi. Về luyện đàn thôi.
Tạm biệt. Đây là... Đừng khâm phục tôi. Hồi nhỏ mẹ bắt tôi mở triển lãm tranh, một ngày vẽ 2 bức tranh, đó mới là địa ngục trần gian. Vẽ còn phải đi học nữa. Thôi bỏ đi, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Một lời khó mà nói hết. Dù sao chẳng có ai là có thể hoàn toàn tự do, đúng không? Tôi nói với anh những lời này cũng đâu có ích gì. Nhưng tôi phải cảm ơn anh một lần nữa. Mặc dù tôi không biết anh là ai, trông anh ra sao, nhưng trong lòng tôi, anh đã là bạn thân của tôi rồi. Buổi học hôm nay tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, vậy nên tôi nghĩ tôi muốn đọc sách trước đã. Cô có thể làm việc khác trước. Vậy tôi sẽ làm việc của tôi trước. Cảm ơn anh. Nghỉ một lát đi. Không được, tôi phải luyện tiếp. Thật đấy, nghỉ ngơi đi. Mày không biết bản thân không thể ôm người khác sao? Mày chỉ là gia sư.
Sao phải quan tâm tới cô ấy đến mức đó? Sao hôm qua mình lại ngủ ở phòng khách nhỉ? Liệu có phải là anh ta? Sao mình lại ngủ quên nhỉ? Mẹ, con xem tháng trước bà mẹ kia của con đã tiêu bao nhiêu tiền rồi? Hơn 700.000 tệ. Liệu có phải mẹ đã mua cái túi kia không? Tốt nhất là con hãy mau chóng cưa đổ trình Sở Diệu đi. Nếu không, con và bà mẹ mê tiền của con. Cứ đợi đấy, mẹ sẽ bán hai người tới Đông Nam Á làm công nhân. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ đừng giận mà. Mình cũng muốn cưa đổ trình Sở Diệu mà. Nhưng thẩm mỹ anh ta có vấn đề, mình có cách gì được chứ? Lẽ nào là tại lời nguyền kia? Thôi bỏ đi. Phải qua được dòng phỏng vấn vào dàn nhạc đã. Còn một vị trí cuối cùng. Mời ứng viên tiếp theo. Thưa thầy, em chơi violon như vậy đã đạt chuẩn chưa? Kỹ thuật cá nhân đúng là rất tốt. Nhưng em biết đấy, chúng ta là một dàn nhạc. Chỉ dựa vào kỹ thuật cá nhân thôi cũng vô dụng. Tôi còn muốn nghe một bài hợp tấu với em và những người khác. Em có thể chọn một thành viên trong dàn nhạc để phối hợp với em. Biểu diễn thêm một bài nữa. Nếu phối hợp tốt, tôi có thể nhận em. Sao hả? Không ai chịu phối hợp với em à? Chu Duy, Lương Khải Phạm, sao các cậu không lên đi? Tôi thổi clarinet, cậu ấy là trombone. Hiện giờ vẫn chưa có bản nhạc nào có thể phối hợp với violon. Vậy Lojana thì sao? Lojana, piano của cậu có thể hòa tấu với violon mà. Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi bất cẩn bị trẹo tay. Có lẽ hôm nay không thể chơi đàn được rồi. Cậu ấy không muốn. Làm tinh thần. Nếu vậy chúng tôi cũng không có cách nào. Tôi sẽ phối hợp với cô.
Đúng là một bài biểu diễn hoàn hảo. Thưa thầy, nhưng học trưởng Giang Niệm Vũ không phải người của dàn nhạc, liên quan gì đến cậu chứ? Tôi quyết định nhận vị trí chủ huy dàn nhạc của chúng ta. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Phải đấy. Gặp nhau trên sân thượng của trường. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Có chuyện gì? Anh nói đi. Hôm nay cô rất nổi bật. Lần đầu tiên anh khen tôi đấy nhỉ? Những lời tôi nói là sự thật. Cô thích tôi sao? Anh là chồng chưa cưới của tôi. Tất nhiên tôi phải thích anh rồi. Nếu tôi không phải là chồng chưa cưới của cô thì sao? Nhưng anh chính là chồng chưa cưới của tôi mà. Để có phần biểu diễn violon hôm nay, chắc cô đã phải luyện tập rất vất vả. Lâm Tinh Thần, sao cô phải nỗ lực như thế? Tôi đã từng tổn thương cô, lẽ nào cô quên rồi? Sao cô vẫn bám riết lấy tôi vậy? Tôi đã nói rồi, tôi không có tình cảm với cô. Nhưng tình cảm có thể bồi đắp mà. Tình yêu cũng có thể từ từ bồi đắp sao? Tôi chỉ cần một mối tình, chứ không cần hôn ước giữa hai dòng họ. Trịnh Sở Diệu, những đứa trẻ sinh ra trong gia đình như chúng ta thực sự có thể hy vọng vào những điều này không? Nói thẳng ra, tôi không ghét anh. Mặc dù anh độc đoán, tùy hứng, nhưng trong anh không đến nỗi nào. Quan trọng nhất là gia đình có điều kiện. Nếu cuộc hôn nhân này mang lại lợi ích cho cả hai, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Lâm Tinh Thần, cô vẫn chưa hiểu tôi đang nói cái gì phải không? Dù đây chỉ là một cuộc trao đổi, cô cũng không hề bận tâm. Tốt nhất là con hãy cứ đổi Trình Sở Diệu cho mẹ. Nếu không, con và bà mẹ mê tiền của con, cứ đợi đấy. Tôi không bận tâm. Cô không bận tâm chỉ vì nhà tôi có tiền. Anh làm gì vậy? Anh đang làm đau tôi đó. Vậy nên chỉ cần nhà tôi có tiền, tôi làm gì cô cũng không bận tâm phải không? Có chuyện gì anh nói chuyện cho tử tế được không?